anh nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cách biết cuộc tình đầu, tụi bây giờ về đâu? Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao thân anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao mà vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cách dẫn cuộc tình đầu, tụi bây giờ về đâu? Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu em, vì sao môi anh nóng, vì sao thân anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao mà anh nói. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cất đứt cuộc tình đầu, thì bây giờ về đâu? Thì bây giờ về đâu? Em là chim bay ngỡ, anh là bóng trắng ngàn, chỉ cách một mặt hồ. Mà muốn chung chia xa. Thì bây giờ về đâu? Anh là gì mỗi giờ? Em là bóng trắng nào? Chỉ cách một mặt hồ. Mà muốn chung chia. Yeah.